Với chủ đề Vui hè 2019, Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm nay sẽ được triển khai theo hướng nâng tầm quy mô và uy tín hơn. Qua đó, thúc đẩy kích cầu du lịch đến thành phố Hồ Chí Minh thông qua các sản phẩm mới, chú trọng giới thiệu về các chương trình khuyến mãi, kích cầu mua sắm vào dịp hè 2019 của thành phố Hồ Chí Minh và đẩy mạnh liên kết vùng với các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Đó là những thông tin được Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cung cấp trong buổi họp báo giới thiệu về Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Diễn ra từ ngày 11 đến hết ngày 14 tháng 4 tại công viên 23 tháng 9, dự kiến có hơn 150 gian hàng hội chợ, triển lãm của hơn 40 doanh nghiệp tham gia cùng với 30 tỉnh thành trong cả nước. Cũng trong buổi họp báo, Sở Du lịch thành phố đã giới thiệu chương trình kích cầu du lịch giá ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động, đồng thời thực hiện ký kết liên tịch với các sở ban ngành liên quan.